Các bạn nam đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc gọng kính nè. Tuy nhiên vì có quá nhiều sự lựa chọn và đặc biệt hơn đó là phải phù hợp với gương mặt, nên thành ra lại làm cho các bạn trở nên khó khăn trong việc lựa chọn hơn, đúng không nào? Và ngày hôm nay Huyền với top 5 mẫu kính gần như là tương thích với tất cả các mẫu mặt của các bạn nam, thì Huyền hy vọng rằng là Huyền và Kính Hải Triều sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc gọng kính phù hợp nha. Các bạn đã biết thì kính đang trở thành một trong những cái phụ kiện không thể thiếu trong bất kỳ những cái gu thời trang, hoặc là đơn giản hơn là những cái bạn mà còn có tật khúc xạ thì kính là gần như là một cái vật dụng không thể thiếu. Chính vì vậy kính thì sẽ bảo vệ cho đôi mắt của mình nè, cho nó sáng xanh nè, bảo vệ cho mình ở môi trường ngoài trời cũng như là môi trường ở trong văn phòng cũng như là các thiết bị điện tử. Nên là việc lựa chọn cho mình một cái chiếc kính không những là đảm bảo về cái việc bảo vệ mắt mà còn đảm bảo về gu thời trang nữa thì rất là quan trọng. Thì với mẫu kính đầu tiên thì sẽ giới thiệu cho các bạn nam mà yêu thích một chút xíu một cái sự đó là nhìn trẻ con nè, có một chút rất là năng động, thì mình sẽ có một cái mẫu kính đầu tiên đó là mẫu kính gọng tròn ha mọi người ha. Đây, ở trên tay mình đây là cái mẫu kính này. Thì đây là một trong những cái mẫu kính có một cái tên gọi khác, đó là mẫu kính Nobita. Và đã có một cái thời gian làm mưa làm gió trên những cái thị trường như là ở xứ sở Kim Chi Hàn Quốc, trong những cái MV cũng như là những cái bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Và sau đó là cũng là một trong những cái làn sóng được chạy về Việt Nam, và các bạn trẻ gần như rất là yêu thích những cái mẫu kính như thế này. Thì có một cái đặc điểm của với cái mẫu kính này dành cho các bạn nam á, thì thật ra để mà hỏi là gương mặt nào phù hợp nhất thì sẽ nên là gương mặt có một cái độ dài tương đối thôi, hoặc là có một gương mặt tròn, bầu bính vừa phải nè. Da thì thật ra là da ngăm hay da trắng đều có thể sử dụng được. Ở đây thì mình có một cái lưu ý về cái màu sắc của cái loại gọng kính tròn kim loại này á. Tức là nếu như mà bạn nam đó là da mà ngăm một chút thì mình nên lựa cái gọng kính tròn có màu đen. Còn nếu như mà bạn em có cái da trắng thì mình nên lựa chọn cái gọng kính là màu bạc như thế này. Có một cái loại gọng kính tròn như vậy nhưng mà nó có màu vàng, thì Huyền nghĩ rằng là các bạn em hạn chế nên chọn cái màu này, vì cái màu này nó sẽ mang cái tính nữ khá là nhiều, thì sẽ thường là phù hợp với những bạn nữ nhiều hơn. Và có một cái ở đây Huyền thấy rằng là nếu mà với cái đặc điểm này á, về cái kiểu tóc thì mình sẽ nên để những kiểu tóc như 73 nè, layer nè, thì nó sẽ tạo cho mình một cái nét rất là công tử nè, khi mà mình đeo vô cũng như là khi mà mình phối với trang phục một cái chiếc áo sơ mi, thì làm cho mình trở nên có một cái cảm giác bạn rất là chỉnh chu nè, trẻ trung và năng động nè. Còn nếu như mà bạn mang cái gọng kính này với một cái mẫu áo thun hoặc là áo polo thì nó sẽ cho bạn ra một cái dáng rất là đỉnh đạt nè. Mình hay thường gọi đó là có một cái nét một chút xíu về cái việc đó là giống như mấy anh tổng tài vậy đó, thì sẽ rất là dễ để mình phối trong những cái trang phục thường ngày cũng như là đi làm hoặc là đi học. Thì đây là một trong những cái mẫu kính Huyền recommend đầu tiên cho các bạn nam ha mọi người ha. Với mẫu thứ hai Huyền sẽ gửi đến cho các bạn nam cũng là cái form kính tròn, nhưng mà nó có một cái chất liệu khác, đó là chất liệu bằng nhựa dày, hay mình còn gọi cái mẫu kính này nó có dáng kính là kính bông. Với các bạn nam á, khi mà đeo cái kính này thì chắc chắn là nó sẽ khác so với cái chiếc kính phun tròn lúc nãy hình kim loại, được không ạ? Ở đây Huyền có ghi chú một chút xíu cho các bạn nam ở chỗ này, đó là với cái mẫu kính này á thì sẽ phù hợp cho những các bạn theo đuổi phong cách retro, cổ điển hoặc là classic thôi. Nó rất là đơn giản và mang một cái chút vintage, được không mọi người? Và khi mà các bạn đeo cái chiếc kính này á, nếu mà so về cái việc dễ đeo và phổ thông á, thì chắc chắn là nó sẽ không bằng cái gọng kính tròn kim loại này. Nhưng cái kính này nó sẽ giúp cho các bạn che được những cái khuyết điểm nhất định trên gương mặt của các bạn nam thường hay bị. Huyền lấy thí dụ ha, đó chính là thường á, các bạn nam hay có một cái tình trạng là bị hóp ở phần thái dương nè, hoặc là mắt không đều. Thì với cái chiếc kính bâu với cái khung kính nhựa dày như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn nam che đi được những cái khuyết điểm trên cái gương mặt của mình và làm cho các bạn tự tin hơn. Và dĩ nhiên rằng là khi mà đeo cái em này vào á, thì các bạn nam hoàn toàn cảm thấy sẽ là mình trở nên chững chạc hơn nè. Thứ hai là nhìn mình sẽ có gu thời trang hơn. Và Huyền nghĩ rằng là mình cũng nên thử chiếc mẫu kính này nếu như bạn đã từng sở hữu một cái chiếc gọng kính tròn kim loại mỏng, thì mẫu kính bâu này cũng là một cái mẫu kính bạn nên thử để thay đổi thử phong cách của mình. Thì Huyền nghĩ là các bạn nam nên lựa chọn ha. Mẫu kính tiếp theo trên tay Huyền thì đang là mẫu kính vuông.
Đây là một trong những cái mẫu kính mà có thể gọi rằng là phổ biến gần như là trên toàn thế giới. Và đối với ở Việt Nam á, thì các bạn rất là dễ dàng nhìn thấy được những cái người nổi tiếng có thể gõ tên như là Trấn Thành nè, Sơn Tùng nè, đã từng không dưới một lần sử dụng mẫu kính này để kết hợp cùng với outfit của mình trong những cái sự kiện mà họ đi tham dự. Lý do tại sao thì đầu tiên đó là về cái form kính được làm bằng nhựa nên là cái khuôn kính nó cũng trở nên chuẩn hơn. Thứ hai là với cái form kính này thì khá là tương thích với những cái bạn nam mà có gương mặt vuông một chút nè, hoặc là hơi dài một chút, thì đây là một trong những cái mẫu mặt khá là phổ biến tại Việt Nam. Và gần như là các bạn nam tại Việt Nam đại đa số nha mọi người ha, đều có cái gương mặt này. Và khi mà đeo cái chiếc kính này thì chắc chắn rằng là mình nghĩ là không phải riêng gì hai cái gương mặt đó đâu, hầu hết tất cả các gương mặt cũng đều có thể đeo chiếc kính này. Đó là lý do tại sao mà nó giúp cho mình cảm thấy là dễ dàng lựa chọn này, phổ biến trên mọi gương mặt và có thể có tính, mình gọi là có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, đó là đi học, đi chơi, đi làm đều có thể sử dụng cái mẫu kính này ha mọi người ha. Với cái mẫu kính khuôn vuông lúc nãy thì Huyền recommend cho các bạn có thể nên lựa chọn những cái thương hiệu như là Ray-Ban nè, Choba nè, hoặc là Gucci, thì đây là những cái thương hiệu mà khá là phổ biến về cái những cái mẫu kính trendy, và đặc biệt là với những cái mẫu kính vuông như vậy thì nhìn khá là chắc chắn, cũng như là khi mà đeo vào á, thì chất liệu kính cũng như là tính phù hợp với gương mặt nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều ha mọi người ha. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại gọng kính, đó là kính bán khung, tức là với cái phần kính này các bạn có thể quan sát trên tay Huyền ha, là phần phía trên này thì nó sẽ có cái khung dày hơn, ở phía dưới này nó sẽ mỏng hơn, và nó sẽ tạo một cái chiều sâu trong cho cái người đeo mà họ sẽ cảm thấy rằng là vừa đẹp, vừa thanh lịch, vừa năng động, vừa trẻ trung. Tức là với cái gu thời trang nào hoặc là bất kỳ một cái style nào nó đều có thể mix and match được với cái loại gọng kính này. Ở đây thì Huyền có thể gọi đây là một trong những cái gọng kính quốc danh, là tại vì tính từ lúc em nó ra đời tới thời điểm hiện tại á, thì gần như là không ngừng hit hot. Trong khoảng 10 người á, thì có đến gần 6 người họ đã lựa chọn cái form kính này rồi, kể cả cho bạn là nam hay là nữ. Thì ở đây trên tay Huyền sẽ có hai mẫu cho các bạn cùng xem ha. Đây là một cái mẫu bán gọng, có phần kính vuông nhưng mà bo tròn bốn góc luôn ha mọi người ha. Đây là một cái loại kính bán gọng, cũng sẽ có phần bo tròn ở các góc, nhưng mà khuôn kính thì sẽ là khuôn kính hình chữ nhật. Lý giải cho cái việc là tại sao nó có hai cái form này là tại vì kính này mặt nào đeo cũng phù hợp hết, nhưng mà nếu như có nhiều cái form kính hơn thì gần như là phù hợp cho tất cả các form kính. Chỉ cần bạn đeo lên, bạn thấy đẹp, phù hợp với gương mặt là bạn có thể lựa chọn ha mọi người ha. Với chiếc kính này á, thì với outfit đi làm thì nó sẽ giúp cho bạn trở nên có cái độ uy tín hơn. Outfit đi chơi thì nhìn bạn rất là thanh lịch, rất là... Và nếu mà với outfit mà đi dating á, thì nó lại giúp cho bạn có một cái điểm nhấn làm cho người khác nhớ về bạn lâu hơn với cái gương mặt này. Thì các bạn em nên giúp cho Huyền rằng là mình có thể lựa chọn mẫu kính này luôn là ưu tiên đầu tiên có thể cho mình thử trước khi mà mình thử những cái loại kính khác ha. Mẫu kính thứ 5 Huyền sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là mẫu kính hình chữ nhật. Đây là một cái form kính mà hầu hết tất cả các hãng gần như là có rất là nhiều những cái bộ sưu tập những cái mẫu kính có cái form kính hình chữ nhật này. Ở đây thì Huyền có tìm hiểu một chút xíu, đó là với những cái mẫu kính này nè sẽ mang lại một cái sự nam tính cho cái người đeo. Thì thành ra là những cái bạn nam mà khá là nghiêm túc nè, hoặc là làm những cái công việc văn phòng này, những cái công việc mà nó mang tính chất business, kinh doanh á, thì lại có xu hướng chọn cái mẫu kính này nhiều hơn. Là vì khi mà đeo thì nó sẽ tăng cái độ uy tín cho người đeo. Thứ hai là nhìn bạn có một cái nét rất là chững chạc, chỉnh chu và mang lại cái sự an tâm cho người khác. Đó là lý do tại sao mà mẫu kính hình chữ nhật này cũng được rất là nhiều bạn nam lựa chọn. Và có một cái thực tế đó là với cái mẫu kính này thì gần như là gương mặt nào đeo chứ cái mẫu kính này đều phù hợp hết. Nhưng mà đẹp nhất thì vẫn nên là những cái bạn nam có gương mặt hơi dài một chút nè, hoặc là có cái phần quai hàm, phần cằm á, nó sẽ nhỏ. Thì khi đeo cái chiếc kính này thì cái gương mặt rất là thanh thoát và sẽ làm cho cái người khác họ cảm thấy là ấn tượng với cái gương mặt đó ngay từ trong những cái lần đầu tiên gặp mặt. Thì với cái những cái loại gọng kính như Huyền này nói á, là gọng kính hình chữ nhật này, thì hầu hết tất cả các thương hiệu đều có để đáp ứng cái này cho các bạn. Thì với năm cái mẫu kính vừa rồi Huyền mới chia sẻ, thì ở mỗi mẫu kính Huyền đều có những cái hình ảnh của một bạn mẫu nam đi xuyên suốt trong suốt một cái quá trình Huyền nói về những cái gọng kính này, để các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái sự
dễ dàng phối hợp mix and match với trang phục là cái thứ nhất nè. Thứ hai là nó phù hợp với đại đa số tất cả các gương mặt, tức là một bạn nam này có thể đeo nhiều mẫu kính thì nó dễ dàng cho các bạn lựa chọn hơn. Nhưng mà ở góc độ của Huyền á, thì Huyền nghĩ rằng là nếu mà để cho các bạn có thể lựa một cái chiếc kính đẹp á, thì bạn nên đến một cái cửa hàng kính thử trên gương mặt của mình và nhìn qua gương, vì thời điểm đó mới là một cái thời điểm giúp cho bạn có một cái nhìn chính xác nhất để xem là cái mẫu kính này nó có phù hợp với mình hay không. Và nếu như bạn tìm một cái nơi để đến thì showroom kính Hải Triều có rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng, thí dụ như là Ray-Ban nè, ở đây thì có Burberry nè, có Fila nè, Monson, Versace, rồi mình có thêm Chồ Ba và rất nhiều những cái thương hiệu khác mà các bạn nam có thể đến đây để lựa chọn. Hy vọng là các bạn sẽ hiểu được là mình mong muốn một cái phong cách như thế nào, tìm một cái chiếc kính phù hợp cho mình cũng như là phù hợp với gương mặt của mình để có thể đáp ứng cho nhu cầu hàng ngày của mình ha. Như vậy là Huyền vừa giới thiệu cho anh em top 5 cái mẫu gọng kính mà dễ đeo phù hợp với mọi gương mặt. Hy vọng rằng là anh em đã tìm cho mình được một cái mẫu kính phù hợp. Còn nếu như có bất kỳ thắc mắc nè, hoặc là mong muốn Huyền chia sẻ thêm những cái chủ đề khác, thì anh em có thể comment ở phía bên dưới này và Huyền sẽ giúp cho anh em giải đáp trong những video tiếp theo ha. Và đừng quên, kính Hải Triều có đến 2 chi nhánh để mình có thể lựa chọn, đó là ở số 156A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, và số 15 đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp ha mọi người ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.